Xin chào các cầu thủ. Thời gian gần đây thì nhiều anh em đã nhắn tin hay hỏi đội ngũ của mình về cách khắc phục tình trạng kẹt danh, elo âm phủ, thắng cộng ít mà thua lại trừ điểm nhiều. Thực chất đây là một cơ chế của đội ngũ phát triển game nên cà phê nhân phẩm không thể can thiệp vào sâu. Tuy nhiên series này sẽ giúp anh em đánh giá được một cách tổng quan nhất việc nên chơi vị tướng nào ở meta hiện tại và dự đoán những thay đổi sắp tới để anh em có thời gian tập luyện cũng như định hướng được lối đi ở những phiên bản sau đỡ bỡ ngỡ và lúng túng hơn. Và vì đây là một video mang thể loại mới nên có phần hơi chậm trễ và vẫn có nhiều sai sót nên anh em đừng ngại để lại một bình luận cũng như like, đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bắt đầu thôi nào. Với những anh em dành thời gian cho bộ môn cờ nhân phẩm này thì chắc chắn không còn lạ lẫm với trang web tactics.tools. Chuyên ngành để thống kê và các thị tướng cũng như trang bị, đội hình theo tỷ lệ thắng, các top 4 được sử dụng nhiều. Tuy nhiên đáng buồn thay là chưa có máy chủ Việt Nam nên anh em chỉ nên dùng để du học thôi nha. Ngay bây giờ sẽ là thống kê top các vị tướng ảnh hưởng theo giá tiền được đội ngũ cà phê nhân phẩm tổng hợp theo đánh giá phần đông người chơi. Tướng 1 tiền. Ở vị trí 1 tiền tụi mình sẽ chọn Sejuani và Heimerdinger. Đây cũng là hai vị tướng có tỷ lệ top 1 cao nhất, đều là 12,7%. Sejuani chắc chắn không thể bàn cãi được rồi. Đơn vị này là một vị tướng chống chịu, chính hiệu khi mang trong mình tộc hệ kỵ sĩ. Thêm vào đó, chỉ cần bỏ vị tướng này vào sân là cả đội hình của anh em nghiễm nhiên được cộng thêm máu tối đa do kích hoạt tộc hệ bang hội. Không chỉ vậy thì Sejuani là đơn vị luôn được săn đón bởi cô nàng này là nhân tố cực kỳ quan trọng để kích hệ trong những đội hình hot thời gian gần đây như Saya hay Đề Gia bang hội. Heimerdinger có thể nhiều anh em sẽ thắc mắc, thậm chí là phản đối, bởi tên nhà khoa học ném trứng này, kỹ năng thì mỗi lần sử dụng ném vào một mục tiêu. Thêm vào đó thì sát thương cũng chẳng lớn, nên kể cả 2 sao bỏ vào cũng không có nhiều tác dụng. Vậy tại sao hắn ta lại nằm trong top những vị tướng ảnh hưởng nhất đến mức giá 1 tiền? Lý do chính là để kích hoạt tộc hệ luyện rồng. Đây là tộc hệ đúng như cái tên mình gọi. Anh em nuôi lớn chú rồng măm măm từ sớm để qua mỗi vòng, chỉ số của nó lại được tăng thêm. Và để nuôi nhanh thì phụ thuộc vào cấp sao của các vị tướng trong tộc hệ này. Thế nên việc có Heimerdinger 2 sao từ sớm sẽ ảnh hưởng cực lớn đến những đội hình như là Corki, Alshin về giai đoạn sau của trận đấu. Tướng 2 tiền. Đây là một mức giá mà cà phê nhân phẩm phải cực kỳ cân nhắc do các vị tướng ở khoảng này tỏ ra cực kỳ mạnh mẽ và ảnh hưởng đến tất cả giai đoạn của trận đấu. Ở đây tụi mình xin đề cử Twix và Thresh. Twix, chắc chắn tên chuột này có kỹ năng giảm giáp để có thể kết liễu mục tiêu được nhanh hơn. Thêm vào đó với việc mang tộc hệ bang hội, cả đội hình cũng sẽ được hưởng một lượng tốc độ đánh cộng thêm để thi triển kỹ năng cũng như gây sát thương nhiều hơn trong giao tranh. Những hiệu ứng kể trên quả thật là quá ngon so với mức giá và một vị trí đứng mà anh em bỏ ra cho tên chuột chút chít này không ạ? Thresh quả thật là một vị trí mà tụi mình phải cân nhắc rất lâu mới dám đưa vào. Thứ nhất là bởi thời gian gần đây, đội hình Sifan Ám Long thực sự quá hot nên việc hắn ta có trong danh sách này là không thể tránh khỏi. Thêm vào đó thì kỹ năng trộm chó của mình thì thực sự Thresh là nỗi khiếp sợ đối với những người chơi lười chất nhà. Nói để anh em lưu ý thì đôi khi ở những giao tranh quan trọng hãy đấu trí với đối thủ bằng cách chấp nhận bỏ đi một đơn vị không mấy quan trọng. Hay Thresh ở những giây cuối cùng và thực hiện một cú móc kéo chuẩn để đưa chủ lực đối phương lên bảng từ sớm là cách mà các thách đấu thường làm. Thresh và Twix cũng có tỷ lệ top 1 rất cao do thuộc hai bài đấu meta là Saya Bang Hội và Sifan Ám Long. Tuy nhiên vị trí có tỷ lệ top 1 cao nhất trong dàn tướng 2 tiền lại là Kane với 15%. Mặc dù không có tác động quá nhiều trong combat, ngoài việc nhảy ra sau gây chút sát thương lên đối thủ. Tuy nhiên nguyên nhân là vì Kane thuộc tướng Kim Long, mà bài Kim Long mà đánh chuẩn thì tỷ lệ top 1 siêu cao. Tướng 3 tiền. Lulu và Nunu sẽ là hai vị tướng có ảnh hưởng nhất ở mức giá này. Sao xếp như vậy? Không phải vì chúng có cái tên tương tự nhau, mà anh em có thể thấy như ở vị trí Lulu. Đây là một đơn vị bảo kê cực kỳ tốt trong giai đoạn mà các vị tướng như sát thủ, Sifan luôn nhăm nhe nhảy bổ vào và đe dọa tính mạng của chủ lực trong giao tranh. Với những cú hóa cóc đối phương cũng như là buff tốc độ đánh đồng minh đúng lúc thì chắc chắn sẽ khiến đội hình của anh em gia tăng sức mạnh ngầm một cách đáng kể, từ đó tạo tiền đề cho các chiến thắng sau này. Không chỉ vậy thì Lulu còn là một nhân tố cuối cùng để kích hoạt mốc 3 luyện rồng, giúp cho Mam Mam gây thêm sát thương. Nên việc có được cô nàng này từ sớm sẽ là một lợi thế rất lớn, giúp anh em có được sức mạnh ổn định xuyên suốt trận đấu. Với Nunu thì hắn ta mang trong mình tộc hệ kỵ sĩ nên chắc chắn có một lượng chống chịu cực kỳ lớn khi được kích hoạt. Thêm vào đó thì Huyễn Long, nếu như là những hiệu ứng ngon như là thần sứ, chiến tướng kết hợp với kỹ năng ngậm nuốt của mình
thì đây là một đơn vị gây sát thương không hề nhỏ để kết liễu đi mục tiêu cho giò trạch. Tỷ lệ top 1 cao nhất trong dàn 3 tiền là anh chàng xạ tiễn Varus với 13,5%. Khi Thượng Long được buff, việc xuất hiện tướng Thượng Long sau lần roll thứ 5 tăng từ 2 lên 3, thì việc các bài đấu Nidalee và Varus hầu như quay trở lại meta. Bài Varus có điểm yếu là về giai đoạn cuối game rất ít sát thương, kể cả Varus 3 sao. Do đó việc buff Thượng Long khiến Varus 3 sao xuất hiện sớm hơn và có thể lên thẳng 9 và kẹp rất nhiều tướng 5 tiền phụ đạp. Sở dĩ xếp chung cùng một hạng mục là vì chúng có tỷ lệ xuất hiện ở cấp độ đầu là như nhau. Thêm vào đó nhìn chung thì theo đánh giá của bản thân mình thì ngoài việc kích được 3 mốc của tập hệ tương ứng thì các dòng thần 8 tiền có sức mạnh không quá nổi trội so với các tướng 4 tiền nên việc xếp chung và chọn ra những nhân tố quan trọng là cực kỳ hợp lý. Và ở phiên bản 12.12, xin phép dành nó cho Aidas và Seafan. Đúng vậy, anh em không nghe lầm đâu. Hãy dừng một chút ở đây và thử suy nghĩ xem có đúng không nhỉ? Aidas ngoài việc là một bức tường chính hiệu cho hàng sau, dù chẳng thèm kích tộc hệ hộ vệ, chú rồng này còn có sẵn cho mình 3 mốc kim long, đồng nghĩa với việc anh em miễn phí cho mình một trang bị cực kỳ long. Chẳng cần nói thì cũng biết trang bị này quá mạnh ở thời điểm hiện tại và nhờ khả năng hack vật phẩm cũng như chọn đội hình, chủ sở hữu thêm những hiệu ứng và chỉ số dựa vào lượng vàng đang sở hữu và đoán xem khi đang thiếu tanh mà roll ra được Aidas 2 sao thì chắc chắn gắn bó lâu dài không chịu buông rồi. Aidas cũng chiếm tỷ lệ top 1 cao nhất với 14,2%. Một con số khá ấn tượng với nhiều đội hình rất cần một siêu chống chịu tuyến trên. Vị trí tiếp theo đó là Seafan. Không cần phải giải thích quá nhiều vì anh em cũng chắc không ít lần hớ hình xếp lỗi mà để con rồng này hút vào cắn bay chủ lực. Kể cả xếp đúng đi chăng nữa, nếu như Seafan đủ trâu để tích các cộng dồn trong giao tranh, không sớm thì muộn thì hắn ta cũng tìm đến và càn quét phía sau của anh em. Sự thay đổi này đến từ việc chỉnh sửa của đội ngũ làm game giúp Hắc Long giờ đây tìm đến đúng vị trí hơn trong giao tranh, tránh đi việc xếp một bên mà hút một bên còn lại và từ đó bị các tướng tanh quay cho đến chết mà chưa có đóng góp gì nhiều. Tướng 5 tiền và 10 tiền. Cũng giống như ở trên thì hai mức giá này sẽ được xếp chung vừa nhau dựa trên tiêu chí tỷ lệ xuất hiện cho cửa hàng và sức mạnh của chúng trong giao tranh. Với khoảng này tụi mình xin phép mạnh dạn đề cử Yasuo và Bard là những vị tướng ảnh hưởng nhất ở phiên bản 12.12. Quốc tướng Yasuo thì không cần phải bàn cãi rồi. Anh trai này càn lướt, quẩy trong giao tranh, đấu trường chân lý, cứ như là dưới tay của Faker vậy. Và cũng đâu cần gì nhiều. Đôi khi là những món đồ tạp nham, sát thương không phải là chống chịu cũng chẳng tới, cũng đã giúp đấng quẩy nát trong giao tranh. Với khả năng lướt qua lướt lại trong giao tranh để thu hút sát thương. Thêm vào đó là nếu như xếp chuẩn và thực hiện kỹ năng lần thứ 3 đẹp, thì đội hình địch sẽ bị chấn động bởi những pha khống chế nhiều thành viên và kết liễu khi nếu chỉ còn một tướng địch trên bàn cờ. Yasuo cũng chiếm tỷ lệ top 1 cao nhất với 20,3%. Một con số khá ấn tượng cũng như chiếm tỷ lệ top 1 cao nhất trong đấu trường chiến lý phiên bản này. Bard cũng vậy, kỹ năng khống chế diện rộng kèm theo khả năng khiến chúng phải chịu thêm sát thương, thì kể cả đội hình không liên quan thì cho vào vẫn cứ hiệu quả. Thêm vào đó là với tộc hệ nhạc công, anh em sẽ được miễn phí tỷ lệ tướng nhiều tiền để tạo ra nền móng có cho mình các đơn vị cần thiết trong giai đoạn meta sử dụng một loạt các đội hình 4-5 tiền hiện nay. Chưa cần để ý đến những lợi ích kia thì với việc kích hoạt bang hội và cho đơn vị đồng minh thêm mana cho mỗi đòn đánh cũng là một cú buff cực lớn để anh em đẩy nhanh tiến độ giao tranh cũng như đội hình trở nên mạnh mẽ hơn. Đáng buồn ở đây là các long thần 10 tiền lại không xuất hiện nhiều và cũng chưa thực sự ảnh hưởng đến trận đấu quá lớn như giá tiền của chúng. Vậy nên ngay sau đây hãy cùng đến với những dự đoán về meta sắp tới mà theo cà phê nhân phẩm sẽ là hợp lý để cân bằng hơn. Cùng đánh giá qua và đối chiếu bản cập nhật xem có đúng không nha. Giờ đến lúc dự đoán phân tích meta 12.13 rồi. Trước đấy thì chúng mình xin nhắc lại một bản rework với một vị tướng 10 vàng Aurelion Sol. Làm lại Sol trong 12.13, mana tăng từ 20, 80 lên thành 50, 100. Loại bỏ không còn giảm sức mạnh công kích cho kẻ địch đi 40%. Loại bỏ, hố đen không còn tăng kích cỡ và sát thương sau mỗi lần vận. Bù lại thì kích cỡ ban đầu của hố đen sẽ to hơn một chút. Mới, kẻ địch trúng chiêu sẽ chịu thêm 25% sát thương từ mọi nguồn trong 8 giây. Sau 20 giây giao tranh thì hố đen sẽ rộng ra hơn và gây thêm 30% sát thương. Sát thương tăng từ 160, 240, 2500 lên thành 200, 300, 5000. Đây là một tín hiệu khá vui cho Aurelion Sol khi rất nhiều cờ thủ tin dùng chú rồng này. Đặc biệt, tỷ lệ top 1 và vào top Aurelion Sol là rất thấp trong đấu trường chiến lý phiên bản 12.12. Nhắc thế là đủ rồi, giờ cùng cà phê nhân phẩm dự đoán phiên bản 12.13 nha. Xóa bỏ ấn Thượng Long. PPE thì cho vào để thử nghiệm, rồi sang biến bản chính thức thì bỏ đi
để rồi sang phiên bản 12.12 mang ấn Thượng Long quay trở lại, khiến cho cứ thỉnh thoảng lại bắt gặp một ông level 8 hay thậm chí là level 7, Nam Soroka, Yasuo 3 sao. Đáng nói ở chỗ, những vị tướng còn lại của tộc hệ này, ngoại trừ Aurelion Sol ra, thì tất cả đều có giá từ 3 vàng trở xuống và rất dễ để mạ vàng. Vậy nên cứ trước round 3 mà có ông cầm sách vẩy ra ấn này thì anh em lại phải nơm nớp lo sợ. Thế nên một vote để lần nữa khai tử ấn Thượng Long chắc hẳn là điều không chỉ mình mà nhiều anh em đánh bằng kỹ năng mong muốn. Điều chỉnh lại băng hội. Với việc quá dễ để kích hoạt khi mà chỉ cần bỏ thêm một tướng trong tộc hệ này vào, nghiễm nhiên đội hình cũng được nhiều ứng tương tự, thì băng hội dường như đang bị quá lạm dụng ở tất cả các khoảng thời gian cho trận đấu. Không cần nói đâu xa, có thể rất nhiều biến thể xoay quanh tộc hệ này sinh ra như là xoay ra băng hội, đề ra băng hội. Thêm vào đó là giai đoạn đầu trận, chỉ cần không biết kích thêm hệ gì, ông nào cũng sẵn sàng cho mình Sejuani hay Twix trên hàng chờ để lên cấp bỏ đưa vào. Thì có lẽ Riot nên nghĩ đến chuyện nerf chỉ số hay là thay đổi các mốc kích hoạt của tộc hệ này sẽ tốt hơn cho việc đa dạng các đội hình trong một meta. Điều chỉnh lại Kim Long. Dù đã bị điều chỉnh không ít lần, nhưng các trang bị của Kim Long theo mình thấy phần lớn thực sự vẫn đang quá ảnh hưởng đến cục diện trận đấu, vừa giúp sức mạnh chủ sở hữu cũng như đội hình của anh em lên một tầm cao mới. Một số vật phẩm khi kết hợp với đúng chủ nhân, ví dụ như là Saya Ryu Raven, giáp đại hán Idas, sẽ cho khả năng hack vật phẩm, sức mạnh một cách vượt trội và dường như quá mất cân bằng ở thời điểm hiện tại. Chưa kể ông nào kích hoạt được 9 Kim Long là gần như chắc chắn nằm trong tay top 1, vì cứ 4 giây thì một đơn vị nằm xuống hay bức tháo bàn tay kim cương liên tục nhờ nam châm ma thuật cho tướng bất tử liên tục, thì đây chắc hẳn là một tập hệ phải bị ăn gậy ở những phiên bản tiếp theo. Điều chỉnh một số vị tướng để phù hợp hơn với giá tiền và công dụng. Meta 12.12 giúp anh em thấy rõ việc một vị tướng chưa đúng với giá tiền và giá trị của mình đến mức nào. Có thể kể đến như là Talon, kể cả được sửa lỗi có sát thương khi các lưỡi dao thu về, nhưng đôi khi những pha gần chết kết liễu mục tiêu, mong muốn lại nhảy đi hay sát thương không đủ để mà solo tay đôi với carry hàng sau của đối phương cũng thua. Hay Volibear 3 tiền, nhưng 2 sao cũng thừa sức giật xét chết cả đội hình đắt tiền của anh em. Nếu như cầm được đúng món đồ và cả một Sivana, dù mang giá 10 vàng, nhưng chỉ mang tính chất gây khống chế diện rộng trong giao tranh. Còn khi tay đôi thì vẫn thua Sifan, một phiên bản thấp tiền hơn của mình. Một số ví dụ kể trên để thấy thực chất ở meta hiện tại cũng chưa thực sự cân bằng, để mà đội hình nào cũng có thể sử dụng được leo danh. Một số chủ lực vẫn bắt buộc phải đánh theo lối mòn, chứ không thể linh hoạt nhiều tướng đi đa dạng cho các cờ thủ thỏa sức xoay bài. Vừa rồi là top các vị tướng ảnh hưởng theo giá tiền, dự đoán meta 12.13 của cà phê nhân phẩm. Đặc biệt là phần dự đoán, các ông đợi xem bản sau có đúng không nha. Nhìn chung thì phần video này cũng là tổng hợp của ý kiến anh em cờ thủ trên khắp mọi mặt trận danh khác nhau. Nên nếu như có gì sai sót thì anh em hãy đóng góp để tụi mình rút kinh nghiệm cho những số tiếp theo nha. Phiên bản 12.13 sẽ update vào ngày 14 tháng 7. Anh em hãy chờ đón bản cập nhật và top meta của phiên bản sắp tới nha. Hãy nhớ cho tụi mình một like, một đăng ký kênh, cũng như bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ giao án leo danh của tụi mình. Xin chào và chúc anh em có một buổi leo danh vui vẻ.